Vào một ngày cuối tháng 3, hội trường khách sạn Manora ở Bangkok, Thái Lan không còn một chỗ trống. Nơi đây trở nên sôi động với những tà áo dài thướt tha của dân tộc trong một buổi tọa đàm về văn hóa đương thời Thái Việt. Và đây là một trong những hoạt động do Hội Văn hóa Thái Việt tổ chức. Thành lập từ năm 2006, Hội Văn hóa Thái Việt không chỉ là nơi giao lưu, gặp gỡ của bà con Việt Kiều, mà còn là cầu nối hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam. Buổi tọa đàm còn có sự tham gia của một số doanh nhân Thái Lan cũng như một số học giả quan tâm đến Việt Nam. Nói về tầm quan trọng của văn hóa đối với quan hệ hữu nghị, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh. Nói đến văn hóa là chúng ta nói đến đất nước, nói đến con người, nói đến nền văn minh và bản sắc của một dân tộc. Hiểu được văn hóa của một dân tộc là nhân tố hết sức quan trọng để chúng ta đến với nhau, xây dựng quan hệ, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy, tạo điều kiện và cơ sở cho việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong xã hội thì nó có sự đóng góp của nhiều thành phần, trong đó thành phần quan trọng về mặt kinh tế cũng rất quan trọng. Cho nên hôm nay là có một số nhà đầu tư cũng quan tâm về Việt Nam, về vấn đề là muốn vào làm ăn Việt Nam. Cho nên là mình gọi là cái đầu đề của hôm nay là đương thời về vấn đề kinh tế và văn hóa Việt Nam. Cho nên là mục đích hôm nay là mình cũng muốn cho những người mà người ta muốn vào đầu tư Việt Nam, trước khi vào đầu tư Việt Nam, nếu mà họ hiểu được sâu về văn hóa, thông qua văn hóa thì làm cho mình, tình cảm của mình là đã là bạn bè nhau rồi, khi mà muốn vào đầu tư thì cái đấy nó sẽ là làm cho hai bên là thân mật nhau, hiểu nhau hơn. Như để góp phần giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè Thái Lan, nhiều món ăn Việt Nam cũng được đem ra thiết đãi những người đến tham dự, như món bánh cuốn hay chả lụa. Cũng theo chị Tuyết, bất cứ nơi nào tổ chức sự kiện văn hóa liên quan đến Việt Nam cần hội giúp đỡ thì hội cũng hết lòng hỗ trợ. Các sự kiện như Quốc khánh Việt Nam, kỷ niệm quan hệ hữu nghị Thái Việt, sự kiện văn hóa do du học sinh Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đều có sự tham gia, đóng góp và hỗ trợ của hội. Mỗi năm, hội tổ chức vài ba sự kiện như thế này, và mỗi lần tổ chức như thế thu hút được rất nhiều bà con kiều bào và cả du học sinh Việt Nam đang theo học tại Thái Lan. Buổi tọa đàm dường như sôi động hẳn lên khi có sự tham gia của ca sĩ trẻ Việt Nam Minh Thư và ca sĩ Thái Lan Mủ Musu. Vừa tham dự Festival âm nhạc quốc tế tại Pattaya, ca sĩ Minh Thư đã kịp có mặt tại buổi tọa đàm mà theo cô là để giới thiệu cho bà con Việt Kiều về nhạc trẻ đương thời của Việt Nam. Hôm nay thì em đến đây với là mang một chút mới mẻ so về cái phần hình ảnh của giới trẻ hiện đại ngày hôm nay ở Việt Nam. Đó là những ca khúc mà em sáng tác. Ngoài ra thì em cũng mang đến những cái ca khúc dân tộc rất là quen thuộc với lại tất cả mọi người, như là ca khúc Trống Cơm nè, rồi ca khúc Sài Gòn Đẹp Lắm. Và em cảm thấy là mặc dù là kiều bào Việt Nam mình sống tại Thái, làm việc tại Thái, nhưng mà vẫn giữ được những cái nét truyền thống dân tộc. Giống như là hôm nay, khi mà đến hôm nay thì em thấy là y như là mình được ở nhà ở Việt Nam, bởi vì mọi người xung quanh nói tiếng Việt, mặc những bộ trang phục dân tộc Việt, áo dài rất là đẹp. Bà con kiều bào cũng không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi ca sĩ Thái Lan Mủ Musu hát bài Mặt Trời Bé Con của nhạc sĩ Trần Tiến bằng tiếng Việt một cách thuần thục. Anh Mủ nói hát tiếng Việt rất khó, nhưng được ca sĩ Minh Từ giúp đỡ, và đây là lần đầu tiên anh thử hát tiếng Việt. Việt Kiều, những người mang dòng máu Việt Nam sống trên đất khách, những người chứng kiến được những biến chuyển văn hóa của các dân tộc,
lại là cầu nối chặt chẽ các nền văn hóa với nhau, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các nước.